Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát dùng nguyện thần thông, làm năm cảnh diệu dục phát sanh tùy ý trong cõi người cõi trời, để cúng dường chư Phật và tháp Phật, độc giác thanh văn, và chúng đại Bồ Tát, bố thí cho các hữu tình khác. Cúng dường xong, đại Bồ Tát hoan hỷ phát thệ nguyện rộng lớn như vậy: tôi đem những căn lành này cho các hữu tình một cách bình đẳng, và cùng nhau hồi hướng làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật mình đang ở. Khi chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, khiến cho các loại hữu tình trong quốc độ của tôi tùy tâm ưa thích cảnh sắc thanh hương vị xúc tốt đẹp, thì ứng với ý nghĩ đó mà hiện ra vui sướng hưởng thọ nhưng không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, rõng mãnh siêng năng phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, tự mình trụ trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, và dạy người khác trụ trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không. Làm những việc như vậy rồi, đại Bồ Tát phát nguyện, khi chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nguyện cho tất cả loài hữu tình trong quốc độ của tôi không lìa pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, rộng mãnh siêng năng phát thệ nguyện như vậy, tự mình trụ trong chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, và dạy bảo người trụ trong chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Làm như vậy rồi, Bồ Tát phát nguyện, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi không xa lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, rộng mãnh tinh tấn và phát thệ nguyện rộng lớn, tự mình trụ trong thánh đế khổ tập diệt đạo, và dạy bảo người khác cũng trụ trong thánh đế khổ tập diệt đạo. Làm những việc như vậy xong, đại Bồ Tát lại phát thệ nguyện như vậy: khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tôi nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi không lìa bỏ thánh đế khổ tập diệt đạo. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, rộng mãnh tinh tấn và phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, tự mình tu tập bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, và cũng dạy bảo người khác tu tập bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Làm những việc như vậy rồi, đại Bồ Tát lại phát nguyện, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi không lìa bỏ tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, rộng mãnh tinh tấn và phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, tự mình tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, và dạy bảo người khác cũng tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Làm như vậy xong, Bồ Tát phát nguyện, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tôi nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi không lìa bỏ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, rộng mãnh tinh tấn và phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, tự mình tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, và dạy bảo người khác tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ. Làm như vậy xong, đại Bồ Tát lại phát nguyện, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tôi nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi không lìa bỏ tám giải thoát cho đến 10 biến xứ. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, rộng mãnh tinh tấn và phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, tự mình tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, và dạy bảo người khác tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Làm những việc như vậy rồi, đại Bồ Tát lại phát nguyện, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tôi nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi không lìa bỏ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, rộng mãnh tinh tấn và phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, tự mình tu tập cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, và dạy bảo người khác tu tập cực hỷ địa cho đến pháp vân địa. Làm như vậy rồi, đại Bồ Tát lại phát nguyện, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tôi nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi không xa lìa cực hỷ địa cho đến pháp vân địa. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, rộng mãnh tinh tấn và phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, tự mình tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, và dạy bảo người khác tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Làm những việc như vậy rồi, Bồ Tát phát nguyện,
Khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tôi nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi không lìa bỏ tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa.